Nọc này té thần nha. Nọc này này nọc đó. Cái gì? Đó, đó, đó. Nọc này đó. Ủa, cái lễ này đó. Nọc này đó. Trời ơi, chọt có hồn vậy ông nội. Như vậy, tay cái tay rung quá. Rung cái gì, chọt cái cây nó nhọn mà chọt rồi mà muốn là lũng người ta. Cứu ông. Tôi chọt nó mà sẽ vô ông không à. Làm như quýnh đi da vậy trời. Rồi thôi, mời hai ông thần về dưới. Vậy luôn hả? Về chỗ ngồi nghe. Cái này phải đeo ống nghe vô hai ông. Quên. Bác sĩ vô đeo ống nghe. Bác sĩ tàu lao. Anh không cần phải nói. Anh là chuyên môn, anh là cái gì? Rồi. Chúc mừng. Cái gì chúc mừng? Cái gì? Hiểu rồi. Có. Có kết quả. Chúc mừng nha. Tao nói A coi. A dài ra. A. Rồi. Rồi, ok. Dựa vào tất cả những cái kinh nghiệm mà bao nhiêu năm đi khám với tôi thì tôi thấy là cái nhịp tim anh hơi rối loạn. Cái giọng nói cũng hơi rè. Tôi xác nhận là anh bị hói. Những tiểu phẩm trêu ngươi của Trấn Thành Trường Giang khiến Tiến Luật đau đớn. Và bây giờ xin mời sự xuất hiện của danh hài Trường Giang. Mận bộ đồ gì mà cái gì đâu mà tua rua tùm lum vậy trời. Cái gì? Trời ơi, hôm nay mời ông này từ nước nào tới đây? Rồi, Cana Kathon, Ale Kathop, Ada, chờ chút tôi mời ông kia ra luôn. Tiếp theo, mời danh hài Trấn Thành. Cái này. Cái gì? Cái này nó chọt cái này. Nọc cái này. Cái gì? Nọc cái này. Nắc cái gì có chọt? Nắc cái gì nó chọt cái gì? Không hiểu nó. Ủa? Hai người bận đồ cũng giống lắm mà không hiểu nhau hả? Này đảo bên kia. Đảo bên kia còn ông đảo nào? Tôi bên đảo Đào Hoa. Đảo Đào Hoa. Hồng Hồng thất công hả? Không. Tôi bình thường thôi. Trời ơi, bình thường mà lạnh quá. Đang đi tìm phương thuốc đặc biệt. Nè, nói thì nói chứ đừng có chọt. Nói mà sao chọt minh họa nữa. Không có. Bà kinh tên cái tay hung quá. Trời ơi, đã cái bệnh tan vậy thôi cầm cái đồ nhọn nữa trời. Đâu có muốn chọt đâu, cái tay. Này, nọc này té thần nha. Tạo hình này hơi dướng nha. Và tiếp theo đó chính là danh hài Trấn Thành. À, mới ra xíu anh hay có sự kiếm chuyện không nhẹ nha.
Cái gì vậy? Quét rác. Người ta tránh rồi đó, quét đi. Thì đang quét rác nè, thấy rác thì quét thôi. Ủa hôm nay hai bạn làm công nhân vệ sinh hả? Chúng tôi là những người làm cho đường phố sạch đẹp, để cho mấy người có cớ để mà xả rác chúng tôi quét nữa. Và quan trọng, chúng tôi sẽ dọn dẹp những gì được cho là không cần thiết và vấy bẩn, cũng giống như là vương vãi trên đường phố, như những thứ như thế này. Tôi là cần thiết nha. Tuy là quét rác nhưng mà chúng tôi là thích nụ cười. Thích nụ cười, thích vui, bởi vì cuộc sống này phải cần nụ cười. Không quét sạch những cái gì mà coi như là không có được đẹp đẽ, để lại những gì đẹp đẽ cho đời. Bạn này thì thích nụ cười, bạn này thì thích đẹp. Tôi thì thích lẩu với thích bò thôi. Ôi vậy hả? Đó, cũng tính gì những cái quán mở ra lẩu rồi bò rồi ăn uống rồi rác dọn không vệ sinh rồi dục ra đường, chúng tôi là những người quét. Tội nghiệp tụi tôi, ăn cho dữ vô rồi xả. Tôi cũng nghe nói bên cơm quê cũng bị cái tình cảnh như vậy. Vậy đó. Không có. Mà đó là tôi hỗ trợ hết mình. Mà cái dòng mì quảng hay xả rác mấy cái vỏ tôm được. Rồi thôi mời hai bạn về chỗ nha. Ok. Đừng đứng đây nói xấu lẫn nhau. Và bây giờ tôi xin mời danh hài đầu tiên. Danh hài Trường Giang. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài khi một trong hai danh hài tươi cười. Và danh hài thứ hai đó là danh hài Trấn Thành. Cái gì vậy? Gấp quá hả? Gấp quá hả? Đang làm cái gì mà tự nhiên chạy ra rồi, cái quần đâu? Đang ăn chạy bộ. Đang chạy bộ. Cái bận cái áo vô làm bắp la ăn sáng. À. Nó đẩy lên luôn. Không, bây giờ chạy bộ về tới cái chỗ làm bắp la mặc cái quần rồi chạy bộ ra đây. Cháy rồi. Trời ơi. Ai để cái lò nó cháy rồi. Nè thôi về mượn cái quần của bạn mình đi. Bé Trưởng. Bé Trưởng á, nấu gì ạ? Nấu nhiều món lắm, tôi đang làm cho nhà hàng người ta. Ủa, nhà hàng gì? Rồi mình đầu bếp mà. Mình cũng làm dâu chăm họ mà. Người thích thì ta nói ngon. Người không thích thì ta nói dở. Đúng rồi. Mà tức là tức thằng chủ quán. Đúng rồi. Lương thì không trả. Không trả luôn. Làm 24 tiếng một ngày. Ủa? Ăn thì nó cho ăn đồ thừa của người ta không? Mà quán gì thì ghét vậy? Quán gì mà chủ mất dạy vậy? Thì mấy quán nhà hàng mới mở rồi đó. Mà chắc cũng sắp sập rồi. Ví dụ không có cơm thì cho mình ăn bún gì cũng được không? Cho húp nước lẩu mà người ta ăn thừa không? Quán bán lẩu hả? Bán lẩu. Ui, ba quán nó dẹp chắc. Thì bây giờ bắt người ta húp một củ. Dở quá, trong nguyên cái nồi nó đưa cho mình húp. Bị nói cho mình đóng dở mà. Bếp trưởng linh hồn của quán mà đối xử vậy tệ thiệt. Mấy đứa nó hay bị hối á, tôi nói thiệt. Dạ. Anh biết quán nào ba trợn gì không anh? Biết chứ. Và anh sẽ luôn dõi theo và làm như anh không biết gì. Thì tôi không muốn biết cái vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Hay anh đi về đó. Vậy hả? Vậy hả? Về nghe. Dạ đó. Và bây giờ tôi xin mời hai danh hài. Danh hài đầu tiên, danh hài Trường Giang. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Và danh hài Trấn Thành. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Hôm nay hai bạn tôi đi bơm hơi giá ép ở đâu vậy? Cái gì? Giữa xe đó. Giá ép cái gì? Cái làm gì? Tôi làm bên mảng giao thông bạn. Giao thông mà bận đồ kỳ vậy? Tôi làm bên cái mảng mà coi như là trực tiếp điều khiển giao thông đó. Trực tiếp điều khiển giao thông là làm gì? Là sửa đèn giao thông á. Trời ơi, sửa đèn giao thông thì nói gì bên ánh sáng hay cái gì đi. Trực tiếp điều khiển giao thông đồ ghê lắm, cuối cùng đi sửa đèn. Còn bên này học sinh đâu về vậy? Điều phối thủy lợi. Điều
Bố thủy lợi là làm gì? Làm bên nuôi tôm á, phải không? Vậy cái gì? Sửa ống nước. Điều phối thủy lợi. Mình có ống nước nào hư không? Bảy. Ống tôi thông dữ lắm. Thông ống hả? Thông rồi. Thông ống bữa nào chập điện qua đây. Tôi chích cho bình thường lại. Thôi được rồi, giờ mời anh điều phối ánh sáng về dưới và điều phối thủy lợi về đây. Ok. Và bây giờ tôi xin mời danh hài đầu tiên. Danh hài Trường Giang. Cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Cái gì vậy? Khám. Khám gì? Phải khám mà để lên tới đây là xạo rồi. Thôi danh hài Trấn Thành. Danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Anh không cần phải nói, tôi khám ngay. Tôi đợi gì đâu mà khám. Ý nhiên lặng đi, anh không cần phải nói. Tôi khám khúc dưới. Ê bậy. Tôi khám đâu chọt vô trong này. Trời ơi. Cái này phải đeo ống nghe vô hai ông. Quên. Bác sĩ vô đeo ống nghe. Bác sĩ tàu lao. Ý, anh không cần phải nói. Anh là chuyên môn, anh là cái gì? Rồi. Chúc mừng. Cái gì chúc mừng? Cái gì? Hiểu rồi. Có kết quả. Chúc mừng nha. Sao nói A coi. A dài ra. A. Rồi ok. Dựa vào tất cả những cái kinh nghiệm mà bao nhiêu năm đi khám với tôi thì tôi thấy là cái nhịp tim anh hơi rối loạn. Cái giọng nói cũng hơi rè. Tôi xác nhận là anh bị hói. Nha. Chúc mừng nha. Cái đó là tàu lao. Cái đó là tàu lao nè. Còn cái này là bác sĩ chuyên nghiệp nè. Đây. Sắp tới rồi. Tới đâu? Sơ gan.